trong cuộc sống khi mà chúng ta đi mua bất kỳ một sản phẩm chính hãng nào hoặc là các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì nó đều có chung một cái đặc điểm. Cái đặc điểm đó là đặc điểm gì thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ như sau. Giả sử đi, tức là ta ra cái chợ đấy và ta thấy có một cái chai. Cái chai này thì sao ạ? Rất là đẹp, bằng thủy tinh. Ở trên cái chai này nó lại có một cái phiếu. Trên cái phiếu này ta gọi nó là tag của sản phẩm. Vậy thì ở trên cái phiếu này bạn sẽ nhìn thấy một số cái thông tin, ví dụ như là tên, đúng không ạ? Tên của sản phẩm là gì? Chất liệu, ví dụ như là gốm, sứ, rồi là hãng, tức là thuộc về hãng nào, nơi nào, địa chỉ sản xuất nào. Và đôi khi nó là có cách sử dụng. Vậy thì tất cả sản phẩm của chúng ta, các bạn đều nhìn thấy là có những cái tag như thế này. Thì đây là ở trong cuộc sống thôi. Bây giờ nhé, nói đến trong công việc đi, quay lại hệ thống quản lý chất lượng, thì chúng ta cũng có một cái gọi là tag ở trên các cái sản phẩm của chúng ta, ở các công đoạn của chúng ta. Nhưng tôi sẽ không gọi là nhãn hàng hoặc nhãn hiệu hoặc là cái tag này nữa. Trong lúc này tôi sẽ sử dụng một cái từ có thể chúng ta thân thuộc hơn, đó là visualization. Cái này tương đương với tiếng Việt của chúng ta là hiển thị hóa. Vậy câu hỏi bây giờ của chúng ta là trong cái bình này chúng ta chứa rất nhiều thông tin, vậy chúng ta cần thông tin nào và làm thế nào để chúng ta xây dựng được một cái hiển thị hóa nó khoa học? Thì sau đây là cái kinh nghiệm mà mình học lỏm được từ một đồng nghiệp. Ok, trong bài này mình sẽ đi chia sẻ về ba cấp độ của hiển thị hóa. Ví dụ nhé, khi chúng ta đi làm ấy, bạn đến các cái khu vực như văn phòng, đúng không? Hoặc tại các cổng chào công ty, trên các phiếu đơn, trên những nơi mà mình đọc thông tin tuyển dụng, nhất là chất lượng thì nó liên quan đến sản xuất. Thì ở dưới sản xuất ấy, bạn sẽ thấy là gì? Chúng ta phải có các cái dây chuyền sản xuất. Giả sử đây là các cái bàn sản xuất. Trên mỗi bàn sản xuất này thì sẽ có những người thao tác, đó, gọi là công nhân. Thì mỗi cái người công nhân này người ta sẽ có một việc nhất định. Ví dụ từ cái cuộn nguyên vật liệu đầu vào của chúng ta là một cái cuộn này, thì cái người đầu tiên này, nhiệm vụ của họ là sẽ cắt ra thành hình chữ nhật. Nhiệm vụ của người thứ hai là từ hình chữ nhật này, ông đục cho tôi một cái lỗ ở giữa. Và đến nhiệm vụ của người thứ ba này là người kiểm tra, thì lúc này ông sẽ phải dán cho tôi một cái tab của sản phẩm. Trên sản phẩm này phải có các cái thông tin. Đồng thời ấy, để quản lý bốn người này thì các bạn sẽ biết là gì? Trong công ty chúng ta sẽ có một người gọi là quản đốc. Đấy, hoặc là trưởng xưởng cũng được. Nói chung là tùy vào công ty của bạn, định nghĩa của bạn. Người trưởng xưởng này chúng ta sẽ gọi nó là người quản lý. Và người quản lý này không phải là người đi mà trách móc, trách mắng mọi người theo dõi để trừ tiền lương đâu. Có vai trò cái đấy. Cái người quản lý này, họ sẽ có một cái bản quản lý. Giả sử đây là một cái bản quản lý. Cái bản quản lý này thì nó hiển thị các thông tin sản xuất. Vậy thì ba cấp độ đó là gì? Một là hiển thị, tiếng Anh tôi gọi là từ display, nghĩa là chỉ đơn giản ấy là hiển thị hóa này, chúng ta đưa ra người số 1, người số 2 và người số 3. Thì lúc này chúng ta chỉ đưa ra thông tin là gì? Ba cái người này, cái người đầu tiên thì đang là ok đúng không ạ, đang làm rất tốt. Cái người thứ hai thì đang làm NG. Người thứ ba cũng đang làm ok. Thì cái cấp độ là hiển thị hóa này có nghĩa là chúng ta chỉ đưa các thông tin lên thôi. Và cơ bản là chúng ta không có mục đích gì cả. Đưa lên cái bảng này cho nó gọi là đẹp thôi. Chúng ta không thực sự hiểu cái số liệu này dùng để làm gì,
tại sao chúng ta phải sử dụng nó. Thì ở cái cấp độ số 1 này, nếu mà mở rộng ra thì các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Chẳng hạn nhé, ví dụ ngoài thực tế đi, bạn có thể nhìn thấy những cái biển dán thông báo, ví dụ cấm đáy bậy, cấm hút thuốc, nhưng nó được đặt tại vị trí là sai. Giả sử cái phòng này là phòng của người hút thuốc, nhưng mà lại treo ngay cái biển là gì? Cấm hút thuốc. Vậy có nghĩa là vẫn là hiển thị, bạn vẫn treo một cái biển cảnh báo đó, nhưng mà nó không có ý nghĩa, tại vì người ta sẽ không tuân thủ cái đấy. Thì đây là cấp độ số 1. Khi trình độ của chúng ta cao cấp hơn, chúng ta sẽ bắt đầu đi đến mức gọi là hiển thị hóa. Lúc này tôi sẽ gọi nó là visual. Bây giờ thay vì chúng ta sử dụng những cái từ như là ok, ng đúng không ạ, thì bạn hãy tưởng tượng nhé, nếu mà mình đứng từ khoảng cách ví dụ như là khoảng 3m, 2m, đôi khi những cái chữ này rất là bé, mình không thể đọc được. Và một người quản lý nó nằm ở việc là chúng ta phải có thời gian, nhưng mà thời gian của chúng ta thì luôn luôn thiếu, tại vì quản lý có rất nhiều việc bên cạnh cái việc là đi tuần tra và kiểm soát này. Thì lúc này từ cái hiển thị là ok và ng chúng ta chuyển sang hiển thị hóa. Chúng ta sẽ không sử dụng các từ ok, ng nữa. Nếu là ok, chúng ta sử dụng một dấu tròn to. Nếu là ng, chúng ta sử dụng một dấu x lớn. Và bên này là tròn to. Vậy lúc này bạn hãy tưởng tượng, nếu như chúng ta nhìn từ đây, thì câu hỏi của chúng ta là cái nào đáng thật sự ok, cái nào đáng thật sự ng. Chúng ta sẽ nhìn một cái và biết luôn ở người thứ nhất, người thứ ba là đáng ok, người thứ hai là đáng có vấn đề. Thì đây chính là hiển thị hóa. Thường ấy, chúng ta sẽ đạt đến cái cấp độ này đặt trong cách thức quản lý của các cái công ty. Ví dụ ngoài thực tế như là nếu chúng ta có một cái biển gọi là cảnh báo giao thông cấm vi phạm, mà ở đầu bên kia lại có một chiến sĩ ấy, tức là người cảnh sát giao thông, thì là trực ở đấy, ai vi phạm thì tôi phạt luôn. Bây giờ chuyển sang hiện đại là chúng ta phạt nguội. Thì có nghĩa là gì? Không chỉ là chúng ta hiển thị hóa mà chúng ta có kiểm soát. Cho nên ấy, cái cấp độ thứ 3 tôi gọi nó là hiển thị hóa nhưng có kiểm soát, trong tiếng Anh là control. Điều này được hiểu như thế nào ở trong cái công việc này? Đó là gì? Khi mà chúng ta phát hiện ra là gì? À, có một anh là X. Vậy thì anh X này bạn sẽ làm gì? Trừ tiền lương, mắng mỏ? Không, đấy chỉ là cách quản lý của những người không hiểu. Khi chúng ta nhìn thấy anh ấy bị X, có nghĩa là đâu đó anh ấy phải có vấn đề đó. Và khi anh đã có vấn đề thì câu hỏi chúng ta phải là làm thế nào để chúng ta có thể là cải thiện anh ấy. Lúc này chúng ta sẽ đi đến cái bản gọi là ma trận kỹ năng. Giả sử đi, anh ấy có hai cái công việc ma trận kỹ năng cần phải làm thôi. Cái công việc đầu tiên ấy, ma trận đầu tiên của anh ấy là anh ấy phải kiểm tra xem là cái người thứ nhất ấy, có phải anh ấy đã đưa cho mình một cái tấm hình chữ nhật không. Tiếp theo, cái kỹ năng số 2 là anh ấy phải kiểm tra được xem là mình đục xong cái lỗ này thì cái lỗ này có ok không. Và chúng ta thấy là gì? Do anh ấy cái bước số 2 này anh ấy làm rất là chậm. Điều đó có nghĩa đây chính là vấn đề. Và cái vấn đề này chúng ta sẽ phải đào tạo cho anh ấy để cái kỹ năng của anh là đi lên. Để cuối cùng ấy, cái người thứ nhất người ta làm mất là gì? 10 giây. Thì người thứ hai ví dụ làm mất 11 giây rồi. Cái người thứ ba ví dụ người ta làm mất vậy 9 giây rồi. Thì tổng cộng tất cả chỗ này chúng ta sẽ được bao nhiêu giây ạ? Đó chính là 30 giây. Thì 30 giây lúc này chúng ta sẽ gọi nó là cycle time.
Vậy muốn giảm cycle time thì bạn phải tăng năng suất ở trong công đoạn. Muốn tăng năng suất thì chúng ta sẽ phải là cải thiện khả năng, kỹ năng cho cái anh số 2 này. Thì lúc này chính là hiển thị hóa kiểm soát, gọi là visual control. Vậy trên đây là 3 cái cấp độ của hiển thị hóa. Có thể bạn sẽ rất khó hiểu nhưng mà dần dần bạn sẽ hiểu được nó khi mà bạn bắt đầu làm ấy, bạn cải thiện với mình. Khi mà bạn bắt đầu làm và bạn cải thiện kỹ năng của mình thì bạn sẽ hiểu được nó. Đơn cử đi, ví dụ chúng ta ai cũng phải báo cáo đó. Cái báo cáo của bạn nếu mà cứ chỉ viết ra đấy và gửi cho sếp thì đấy chỉ là hiển thị thôi, hiển thị những cái gì mà ở trong đầu của bạn đưa ra. Thế còn khi bạn bắt đầu là hiển thị hóa, có nghĩa là bạn bắt đầu sắp xếp các thông tin là mục 1 là ví dụ background, tức là vấn đề, mục 2 là các hoạt động, mục 3 là kết quả và đối sách. Ví dụ như vậy thì khi đó bạn bắt đầu là có sự hiển thị hóa, sắp xếp. Và cuối cùng ấy, có kiểm soát có nghĩa là gì? Bạn đưa ra các cái hành động, đưa ra các kết luận và đề xuất ra những ý tưởng để giải quyết các vấn đề. Đồng thời ấy, bạn chọn thời điểm để đi báo cáo, đúng không? Ví dụ lúc sếp đang mắng ai đó, đang giận ai đó thì mình đừng đi báo lúc đấy. Thì lúc đấy có nghĩa là cái báo cáo của mình được kiểm soát. Và khi bạn báo cáo thì bạn nói những thông tin nó lại chính yếu, những thông tin là cần. Thì khi đấy được gọi là bạn đã kiểm soát nội dung thông tin của mình. Thì lúc đấy từ báo cáo chỉ là hiển thị đấy, cho đến bạn hiển thị hóa nó rồi bạn kiểm soát nó. Vậy ba cái cấp độ này không chỉ đã áp dụng ở trong chất lượng. Lấy một ví dụ về báo cáo để chúng ta hiểu là wow, chúng ta đã đưa ra rất nhiều thông tin để có thể ứng dụng nó vào công việc. Từ những cái sản phẩm, từ những cái hàng chúng ta mua, có những nội dung, cho đến việc là chúng ta quản lý dây chuyền của mình, và cho đến những việc là chúng ta làm những báo cáo. Tất cả những việc đó đều là ba cấp độ của hiển thị hóa. Vậy kiến thức học ở một mảng chúng ta có thể áp dụng ở nhiều mảng. Ok, xin cảm ơn các bạn. Thank you.